So sánh sự khác biệt giữa 3 mẫu giá bát đĩa nâng hạ của nhà Gerrari. Xin chào mọi người, ngày hôm nay thì mình sẽ review chi tiết 3 cái sản phẩm này để mọi người có một cái nhìn khách quan và cũng như là để đưa ra được cái sự lựa chọn phù hợp với căn bếp của gia đình mình. Đầu tiên thì là cái mã DH, đây là sản phẩm bán đầu tiên của nhà Gerrari, bán lâu năm nhất và cũng là bán chạy nhất. Sản phẩm này thì có khung màu trắng ngà, chất liệu inox 304 bóng mờ cao cấp, cấu tạo gồm hai ngăn đựng bát đĩa và có hai khay hứng nước kèm theo. Ngay từ đầu thì sản phẩm của Gerrari đã được chú trọng về mặt chất liệu rồi, nên là các thanh nan cũng được làm vô cùng là dày dặn hơn so với các sản phẩm khác trên thị trường. Như các bạn có thể thấy là thanh lớn là 3 x 12 ly, lần lượt các thanh nhỏ là 3 ly, 5 ly và 6 ly. Tiếp đến là mã D-Mode có khung màu xám ghi như thế này. Thanh nan của sản phẩm này thì được nâng cấp và cải tiến dày dặn hơn, dày những tận 3 x 15 ly. Và thanh nhỏ này thì cũng bằng với các cái thanh nhỏ của cái sản phẩm DH trước đó, thì có kích thước là 3 ly. Sản phẩm này thì có một khay hứng nước ở tầng phía dưới đựng đĩa. Và cuối cùng thì là mã Dovan. Sản phẩm này là sản phẩm mới nhất và cũng đang được rất là nhiều khách hàng hỏi gần đây. Sản phẩm này có điểm khác biệt so với hai sản phẩm trước là nan của nó là hình oval cực kỳ dày dặn và chắc chắn. Cái nan này thì có kích thước là 3 x 6 ly. Bề mặt thì được xử lý tinh xảo, tỉ mỉ đến từng mối hàn. Nan đòn chắn ngang này là 5 ly và bên hai sản phẩm trước đó thì cũng vậy. Sản phẩm thì có cái bệ đỡ đằng sau như thế này để tăng thêm cái độ chắc chắn khi mà các bạn kéo đẩy và có ống đũa đi kèm. Cái thanh đòn chắn ngang này thì cũng rất là dày dặn. Đây mình sẽ quay đi để các bạn tự so sánh. Các sản phẩm thì ngày càng được nâng cấp và cải thiện về mặt chất liệu cũng như là thiết kế. Tuy nhiên thì Gerrari đều tự tin và cam kết về mặt chất lượng, uy tín. Chỉ có những sản phẩm tốt và tốt hơn mang đến quý khách hàng thôi. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm thì hãy để lại bình luận để chúng mình tư vấn. Và Gerrari thì giao hàng toàn quốc và yên tâm là các bạn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và cam kết là một đổi một nếu hàng có lỗi. Vâng, xin cảm ơn.